Xin chào cô chú chị, hôm nay Tối Gia Nhật Cần Thơ lại tiếp tục lên video mới. Video của Tối Gia Nhật Cần Thơ lên vào lúc 19 giờ và 12 giờ hàng ngày. Cô chú anh chị đón xem và lựa cho mình những cái sản phẩm ưng ý nhất nhé. Và chuyển khoản trước thì shop sẽ có chính sách hỗ trợ phí ship. Và những sản phẩm giảm giá thì phí ship 30. Đầu tiên ngày hôm nay đó là một chiếc ba lô da voi. Rất là đẹp nha mọi người ha. Và nó sẽ có thương hiệu đựng tầm 4 đến 6 bộ đồ, mình đi du lịch đồ rất là ok ha, da rất là dày dặn và chắc chắn. Kích thước bề ngang là 30, chiều cao là 41 và cái bề dày là 16. Ở đây nó sẽ cái độ mới nó khoảng 80%. Và một ngăn ở đây. Bên trong thì lót sạch đẹp ha. Dập hiệu thương hiệu Conin Line. Có một cái khóa kéo miệng ở đây. Và ở đây một ngăn ở đây. Có một cái khóa kéo miệng ha. Và bên trong thì ở trên đây thì phủ một lớp da, lót lớp da này của lợn rừng nha mọi người ha, tại vì nó sẽ có một cái lỗ chân lông như thế này, đặc trưng của lợn rừng. Và bên trong thì nó sẽ có hai ngăn ở đây và thương hiệu Conin Line dập nổi trên đây và một cái khóa kéo miệng ở đây. Lót bên trong sạch đẹp ha, rất là chất và bụi. Và bên trong thì lót dập hiệu thương hiệu Conin Line để mình đi du lịch ha. Và cái dây này là chất liệu là da kết hợp với vải bố chắc chắn ha, da thật 100%. Da này có những cái mảnh da ghép lại với nhau nha mọi người ha. Lên giùm em một cái mã 5807 ha, 890k. 5807 890k. Và kế đến đó là một chiếc cặp kích thước da thật 100%, phía trước dập những cái đường vân khá là đẹp ha. Kích thước bề ngang là 39, chiều cao là 28 và cái bề dày là 10 để mình xách tay. Giá thật 100%. Ở đây nó sẽ có một cái khóa kéo miệng ở đây. Và da rất là dày dặn và chắc chắn. Ở đây bên trong lót sạch đẹp dập hiệu thương hiệu Givenchy. Và một cái khóa kéo miệng ở đây ha. Một cái ngăn đựng laptop. Hết 500. Lót sạch đẹp, bên trong cái thương hiệu Givenchy là một cái thương hiệu rất là xịn sò nha mọi người ha. Và da rất là chất luôn, để mình đựng laptop và mình xách tay đựng đồ đi làm rất là ok ha. Và cái dây này nó sẽ không có cái dây khóa kéo miệng nha mọi người ha, không có khóa kéo miệng, không có dây đeo chéo chứ. Dạ xin lỗi mọi người, không có dây đeo chéo. Và ở đây thương hiệu Givenchy dập hiệu trên đinh nóc rất là ok hết trơn ha. Đây đinh nóc dập hiệu thương hiệu Givenchy và giá thật 100%. Lên dịp cái mã là 6467 ha, 790k. Và cái đến đó là một chiếc xách tay và đeo vai, chất liệu là bơm ngựa nha mọi người ha, bơm ngựa phối với da thật. Dây này là để mình treo vai rất là ok ha. Xách tay và đeo vai đều được. Những cô chú anh chị làm bằng kinh doanh thì mình sở hữu một chiếc túi bơm ngựa này sẽ thuận lợi cho công việc làm ăn kinh doanh. Và phía sau nó sẽ có một cái khóa kéo miệng ha,
thương hiệu, dạp hiệu thương hiệu và cái thương hiệu Horse. Ở đây mình mở ra như thế này thì bên trong nó sẽ có một cái ngăn ở đây và thương hiệu Zenith Horse ha, đó là chứng nhận da thật 100% nha mọi người ha, chứng nhận là bờm ngựa thật 100%. Ở đây nó sẽ có một cái khóa, cái ngăn nhỏ ở đây rất là ok, sạch đẹp hết, da thật. Lên giùm em một cái mã là 5940 850k, giảm còn 700. Và kế đến đó là một chiếc túi xách tay, xách tay và đeo chéo để mình đựng laptop và mình đựng đồ cũng rất là ok. Kích thước bề ngang là 40, chiều cao là 30 và cái bề dày là 9. Xách tay và đeo chéo đều được, da thật 100%. Ở đây nó sẽ có một cái ngăn ở đây lót sạch đẹp và một ngăn ở đây sạch đẹp, dập hiệu thương hiệu Dunlop. Và bên trong thì nó sẽ có một cái ngăn ở đây và một ngăn ở đây và một ngăn ở đây khóa cái miệng ha, và hai ngăn nhỏ ở đây, dập hiệu thương hiệu Dunlop, thương hiệu Dunlop dập nổi trên cái miếng da và một cái khóa cái miệng ha. Và da ở đây rất là dày nha mọi người ha, rất là dày dặn và chắc chắn. Và ở đây nó sẽ có một cái ngăn nhỏ ở đây, lót sạch đẹp, dập hiệu thương hiệu Dunlop. Lên giùm em một cái mã 6447 ha, 850k. Và một chiếc túi đeo chéo thương hiệu Riston Julie. Và da này rất là dày nha mọi người ha, da rất là dày và thiết kế rất là hiện đại và tiện dụng. Kích thước bề ngang là 35, chiều cao là 23 và cái bề dày là 10 để mình đeo chéo, rất là ok. Ở đây nó sẽ có một cái khóa kéo miệng ha, bên trong lót sạch đẹp và ở đây có một cái nút để mình gài lại và mình gỡ lên như thế này, thì ở đây đựng cặp visit giấy tờ tùy thân và đây là da thật 100% ha. Đây mình gài lại như thế này, gài lại ở đây nó sẽ có một cái nút để mình gài lại rất là chắc chắn ha. Và ở đây mình sẽ mở ở đây thì nó sẽ có hai cái nút khít 500 và hai cái khóa kéo miệng riêng biệt, một cái khóa kéo miệng ở đây. Thì bên trong nó sẽ có một cái nút để mình gài lại như thế này. Ngăn này là chuyên dụng để đựng iPad. Và một ngăn nhỏ ở đây, thương hiệu Riston Julie, dập nổi đây. Và ở đây nó sẽ có một cái để gắn cái chìa khóa ha, một cái khóa kéo miệng ở đây, sạch đẹp hết, giá thật 100%. Và một ngăn ở đây, ngăn đây là bự nhất, lót sạch đẹp ở đây, lót vải á, và có hai ngăn ở đây sạch đẹp. Và cái dây đeo chéo ở đây nó sẽ có một cái để mình đỡ đau, và khi mình đeo đồ nặng thì nó sẽ đỡ đau, dập hiệu thương hiệu Zerly, hết 500, Kristen Zerly. Lên giùm em một cái mã là 5843 750k. Và kế đến đó là một chiếc túi da con, da thật 100% để mình xách tay và mình đeo chéo đều được. Kích thước bề ngang là 36, chiều cao là 26 và cái bề dày là 6. Xách tay và đeo chéo đều được, thương hiệu da con, da thật 100%. Ở đây nó sẽ có một cái khóa kéo miệng, bên trong lót vải sạch đẹp và một ngăn ở đây hết 500 sạch đẹp, và một ngăn ở đây sạch đẹp hết ha, và một ngăn ở đây là bự nhất. Bên trong
lớp vải sạch đẹp, một ngăn ở đây và một ngăn đây, có một cái khóa kéo miệng và một ngăn ở đây sạch đẹp ha. Và cái thương hiệu da con dập nổi trên cái miếng da đây để mình xách tay và mình đeo chéo đều được ha. Nó sẽ có hai cái ngăn, hai ngăn hai bên và một ngăn ở chính giữa ha. Da con, da thật. Và cái dây đeo chéo chất liệu là vải dù chắc chắn. Lên diện cái mã là 5196 ha. 409 giảm còn 400. Kế đến đó là một chiếc túi ha. À, đeo vai hoặc là xách tay. Yahoo phủ sơn mài. Khá là đẹp ha. Để mình đựng điện thoại và ví tiền, rất là vô tư. Kích thước bề ngang, bề ngang là 19, chiều cao là 19 và cái bề dày, bề dày là 8. Và mình xách tay như thế này, rất là nhỏ gọn và xinh xắn. Yahoo phủ sơn mài màu xanh đen và nó sẽ có một cái ngăn ở đây, lót bên trong sạch đẹp, và một ngăn ở đây sạch đẹp, và một ngăn bự nhất ở đây, thì một ngăn bự nhất ở đây, lót đẹp ha. Và cái thương hiệu Yinja của Nhật nha mọi người ha. Và một cái khóa kéo miệng nhỏ ở đây sạch đẹp hết. Lên giùm em một cái mã 6539 nè, 6539 290k. Kế đến đó là một chiếc cặp ha, một chiếc cặp giá thật 100%. Và chiếc cặp này rất là sang trọng luôn. Kích thước bề ngang, bề ngang là 20, bề ngang là 38, chiều cao là 28 và cái bề dày là 8. Để mình xách tay và mình đeo chéo khá là đẹp ở đây. Và ở đây nó sẽ có một cái bát rất mịn nha. Bên trong là lót vải sạch đẹp, nhập hiệu thương hiệu. Và đây mình mở ra như thế này thì bên trong đây nó sẽ có hai ngăn nhỏ đây, lót vải sạch đẹp ở đây. Và ở đây đựng bút, đựng viết, ở đây đựng cạc visit, giấy tờ tùy thân. Và một ngăn ở đây có một cái khóa kéo miệng đây, và một ngăn ở đây, và một ngăn ở đây nữa. Thương hiệu Ewit dập nổi trên cái miếng da đây. Ewit là một cái thương hiệu khá là nổi tiếng ha, của Italy. Rất là ok ha. Và cặp này da thật 100%, phủ bóng độ mới 80%, xách tay và đeo chéo rất là sang trọng luôn. Lên diện cái mã là 5822, 690k. Kế đến đó là một chiếc cặp ha, da thật 100%. Nó sẽ có thương hiệu để mình xách tay như thế này. Kích thước bề ngang, bề ngang là 40, chiều cao là 27 và cái bề dày là 9. Để mình xách tay ở đây, nó sẽ có một cái khóa kéo miệng. Lót bên trong là lót vải sạch đẹp ha. Cái thương hiệu Cost nha mọi người ha, thương hiệu Cost của Mỹ. Và một cái khóa kéo miệng ở đây, lót sạch đẹp. Và thương hiệu Cost thì mình rất là yên tâm để mình sử dụng nha mọi người. Tại vì thương hiệu Cost cái chất liệu da của nó rất là bền và dày. Một ngăn ở đây và một ngăn ở đây, nó sẽ có một cái khóa kéo miệng ha. Cặp này nó sẽ không dây, khi về đây thì nó đã không có dây rồi. Lót bên trong sạch đẹp ở đây. Để mình xách tay như thế này. Cặp thương hiệu Cost. Lên diện cái mã là 6434 ha. Một. Để em coi lại cái giá của cái cặp này nha mọi người ha.
lên như một cái mã 6434 ha, 1.200.000 nha mọi người ha. Khi mà anh ra nên nó thiếu số 0, cái cặp code 6434 1.200.000. Và kế đến đó là một chiếc cặp thương hiệu Samsung này của Mỹ nha mọi người ha. Và da thật 100%. Kích thước bề ngang là 39, chiều cao là 28 và cái bề dày là 11, để mình xách tay và đeo chéo đều được ha. Da thật 100%. Ở đây nó sẽ có một cái phá kéo miệng ha. Này là màu nâu sô cô la, lót sạch đẹp. Và cái dây đeo thì chất liệu là vải dù, dây kèm theo. Và có một cái khóa kéo miệng đây, lót sạch đẹp ha. Nhập hiệu thương hiệu Samsonite. Và ở đây là bự nhất. Ở đây mình có thể đựng đồ ở đây, tầm hai bộ đồ vào hai ngăn nhỏ ở đây. Và ở đây đựng bút, đựng viết ha. Và thương hiệu Samsonite. Và một ngăn ở đây có khóa kéo miệng ha. Bên trong là lót sạch đẹp, dập hiệu thương hiệu và da rất là dày dặn và chắc chắn, thương hiệu Samsonite của Mỹ, độ mới khoảng 80%. Ở phía sau đây nó sẽ có một cái ngăn ở đây sạch đẹp hết, da thật 100%. Lên dùm em một cái mã 5832 900k. Và kế đến đó là một chiếc túi đeo chéo da thật 100%, màu nâu sô cô la khá là đẹp. Kích thước bề ngang là 20, chiều cao là 20 và cái bề dày là 6, để mình đeo chéo rất là ok, da thật. Và ở đây nó sẽ có một cái khóa kéo miệng ha, lót bên trong sạch đẹp. Và một ngăn ở đây sạch đẹp. Và một ngăn ở đây là bự nhất. Bên trong lớp vải ha, sạch đẹp, có một cái khóa kéo miệng đây, sạch đẹp hết. Và phía sau nó sẽ có một cái ngăn ở đây nữa, sạch đẹp, da dày dặn và chắc chắn. Dây đeo kết hợp giữa da và vải bố chắc chắn. Lên dùm em một cái mã ha, 6261 490k. Và kế đến đó là một chiếc vali nhỏ gọn và xinh xắn, mình có thể đựng laptop đi làm, đựng tầm 3 bộ đồ. Kích thước bề ngang là 10, cái bề dày là 10, bề ngang là 43, chiều cao là 30. Ở đây nó sẽ có một hai cái nút để mình gài lại và một ngăn ở đây có một cái khóa kéo miệng ha. Và hai cái này là hai cái dính để mình dính lại với nhau, thương hiệu Minerva. Ở đây một cái phá kéo xuống dưới, thì ở đây nó sẽ đựng đựng bút, đựng viết, hai ngăn nhỏ ở đây, đựng gạt visit, giấy tờ tùy thân, rất là ok ha. Và cái chất liệu này là da tổng hợp nha mọi người ha, da tổng hợp. Và một ngăn ở đây sạch đẹp, gài lại như thế này. Và một ngăn ở đây lót bên trong sạch đẹp, mình có thể mình đựng đồ ở đây để mình gài lại như thế này. Một ngăn và một ngăn ở đây có một cái khóa kéo miệng ha, lót sạch đẹp. Và một ngăn ở đây
để mình đựng đồ, đựng laptop ngay chỗ này. Lót vải sạch đẹp, lên giùm em một cái mã. Sáu bốn tám bốn ha, 690k. Và kế đến đó là một chiếc túi đeo chéo giá thật 100%, kích thước bề ngang là 36, chiều cao là 26, và cái bề dày là 9. Xách tay và đeo chéo thương hiệu Hodo. Và ở đây nó sẽ có hai ngăn chuyên biệt, một ngăn ở đây lót sạch đẹp, và bên trong nó sẽ có hai ngăn nhỏ ở đây và thương hiệu Hodo dập nổi trên cái miếng da đây, và một ngăn đây có một cái khóa kéo miệng sạch đẹp. Và một ngăn ở đây sạch đẹp hết. Ở đây đựng laptop ha, rất là ok. Lên giùm em một cái mã là 5500 690k. Và kế đến đó là một chiếc túi đeo chéo giá thật 100%, rất là đẹp nha mọi người ha. Cái chất liệu dây đeo chéo là vải dù chắc chắn, dây kèm theo thương hiệu HR, dập nổi trên cái miếng da. Kích thước bề ngang, bề ngang là 39, chiều cao là 26, và cái bề dày là 10. Xách tay và đeo chéo đều được ha. Ở đây nó sẽ có một cái khóa kéo miệng đây, sạch đẹp thương hiệu HR, và phía sau nó sẽ có một cái khóa kéo miệng ở đây, lót sạch đẹp, và một ngăn ở đây là bự nhất. Bên trong nó sẽ có một ngăn ở đây để đựng laptop, có một cái nút để gài lại như thế này, và một ngăn ở đây có một cái khóa kéo miệng ha, và hai ngăn ở đây, ở đây đựng bút, đựng viết thương hiệu HR dập nổi đây, và một ngăn đây sạch đẹp hết để mình xách tay và mình đeo chéo. Lên giùm em một cái mã 5743 590k. Và kế đến đó là một chiếc túi ha, thương hiệu Windsor. Chiếc túi này du lịch nhỏ gọn, mình đựng tầm 4 bộ đồ. Kích thước bề ngang là 41, chiều cao là 28, và cái bề dày là 24 ha. Để mình xách tay như thế này. Và thương hiệu Windsor. Ở đây nó sẽ có một cái khóa kéo miệng ở đây, lót bên trong sạch đẹp, và một ngăn ở đây. Nó sẽ có một cái ngăn chuyên dụng để đựng laptop, một ngăn này để đựng đồ, và một ngăn này có một cái khóa kéo miệng ha. Bên trong lót sạch đẹp. Để mình xách tay đi du lịch ha, nhỏ gọn. Phía dưới nó sẽ có cái 5 cái đinh nắp, còn rất là đầy đủ ha. Lên diện cái mã là 5968 850k. Và kế đến đó là một chiếc túi ha, xách tay và đeo vai, da thiên nga. Kích thước bề ngang là 32, chiều cao là 15, và cái bề dày là 14 ha. Để mình xách tay và mình đeo vai dạng kẹp nách, rất là ok ha. Ở đây thương hiệu Nicole của Mỹ nha mọi người ha. Và mình mở ra như thế này thì bên trong nó sẽ có hai cái khóa kéo miệng ha, và dập hiệu trên cái khóa rất là ok. Một ngăn này thương hiệu Nicole Miller của Mỹ, và một cái khóa kéo miệng đây sạch đẹp,
và một ngăn ở đây sạch đẹp ha, hai ngăn nhỏ ở đây sạch đẹp hết, bên trong lót nhập hiệu thương hiệu hết. Lên giùm em một cái mã 6235 490k. Và cái đến đó là một chiếc túi xách tay da cá sấu thật 100%, da cá sấu ghép nha mọi người ha. Kích thước bề ngang là, này là màu đỏ ha, màu đỏ đô. Kích thước bề ngang là 30, chiều cao là 20 và cái bề dày là 10. Để mình xách tay như thế này hoặc là mình đeo vai diện kẹp nách. Ở đây nó sẽ có một cái khóa cái miệng ở đây. Lót bên trong và lót da sạch đẹp, có một cái khóa cái miệng đây, đẹp hết, da thật 100%. Lên giùm em một cái mã ha. 5641 909 giảm còn 600. Và kế đến đó là một chiếc túi xách tay và đeo vai thương hiệu Rinoma của Pháp. Kích thước bề ngang là 35, chiều cao là 25 và cái bề dày, bề dày là 11 ha. Để mình xách tay và đeo vai rất là đẹp luôn. Và thương hiệu Rinoma của Pháp ở đây, màu vàng bò. Và ở đây mình mở ra thì bên trong lót sạch đẹp dập hiệu thương hiệu Rinoma của Pháp. Nó có một ngăn ở đây và hai ngăn ở đây và một ngăn ở đây, có một cái khóa kéo miệng sạch đẹp và một ngăn ở đây thương hiệu Rinoma của Pháp và một ngăn đây có một cái khóa kéo miệng ha, sạch đẹp. Nó còn cái mã code ở đây luôn, giá thật 100%. Xách tay và đeo vai đều được. Lên những cái mã là 6236 550k. Và kế đến đó là một chiếc túi màu xanh rêu, xách tay và đeo chéo, phía trước phối một cái nút màu vàng rất là cá tính. Kích thước bề ngang là 32, chiều cao là 25 và cái bề dày là 9. Xách tay như thế này. Và cái dây đeo full da luôn, da thật 100% nha mọi người ha. Và ở đây mình sẽ mở ra. Ở đây nó sẽ có hai cái nút để mình mở ra dạng xỏ lỗ và một cái nút dài xách tay và đeo chéo. Da rất là dày, bên trong nó sẽ có lót vải hai ngăn ở đây đây, và mình nhìn cái da rất là dày dặn luôn. Thương hiệu Sushi, có một cái khóa cái miệng ở đây sạch đẹp hết, da thật hết nha mọi người ha. Độ mới khoảng 85%, còn khá là mới. Đây mình nhìn thấy cái khoen khóa rất là vàng, sạch đẹp hết. Lên giùm em một cái mã 6496 790k. Và kế đến đó là một chiếc túi xách tay thương hiệu Andrero, khá là đẹp và xinh xắn. Kích thước bề ngang 18, chiều cao 15 và cái bề dày là 9. Đây mình xách tay thương hiệu Andrero của Pháp ở đây. Và mình mở ra thì bên trong lót bên trong là sạch đẹp thương hiệu Andrero Pháp đây. Rất là nhỏ gọn và xinh xắn, mình đi tiệc rất là sang luôn nha mọi người. Tại vì cái túi này nó rất là mới,
độ mới khoảng 85% và khoen khóa còn rất là sáng, nhỏ gọn và xinh xắn. Lên dùm em một cái mã là 5642, 990k, giảm còn 650 nha mọi người ha. Và cái đến đó là một chiếc túi xách tay kích thước bề ngang 32, chiều cao là 23 và cái bề dày là 13, để mình xách tay như thế này, nhỏ gọn và xinh xắn để đi làm rất là ok. Ở đây nó sẽ có một cái ngăn ở đây, có một cái khóa kéo miệng ha, lót thật đẹp, và một ngăn ở đây. Thì bên trong lót thật đẹp có hai ngăn đây, và thương hiệu Amo, và một cái khóa kéo miệng ở đây, sạch đẹp hết ha, da dày dặn và chắc chắn. Lên giùm em một cái mã là 6233, 490k, và cái đến đó là một chiếc túi đeo chéo thương hiệu Mexican của Mỹ, giá thật 100%, nhỏ gọn và xinh xắn, kích thước bề ngang 20, chiều cao 21 và cái bề dày là 8. Thương hiệu Mexican của Mỹ. Ở đây mình có thể để điện thoại và ví tiền, nhỏ gọn. Một ngăn ở đây và một ngăn ở đây, lót bên trong sạch đẹp, và một hai cái ngăn nhỏ đây, và một cái ngăn đây có một cái khóa kéo miệng thương hiệu Mexican dùm nổi trên cái miếng da. Đó dùm em một cái mã là 6501, 490k. Và cuối like đó là một cái túi đeo chéo ha, da thật 100%, kích thước bề ngang 27, chiều cao 27 và cái bề dày là 9. Thương hiệu dập nổi trên miếng da đây, và một ngăn ở đây. Thương hiệu dập nổi trên cái miếng da, và một ngăn đây có một cái khóa kéo miệng, và một ngăn ở đây, sạch đẹp hết ha. Hai ngăn nhỏ đây, sạch đẹp. Lên dùm em một cái mã là 5727, 590k. Cảm ơn cô chú anh chị đã xem video ngày hôm nay. Video kem lên vào lúc 19 giờ và 12 giờ hàng ngày. Cô chú anh chị đón xem và lựa cho mình những cái sản phẩm ưng ý nhất nhé. Tạm biệt cô chú anh chị.